chị Kinh Đố Vui đã quay trở lại rồi đây. Đã bao giờ anh em nghĩ cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau chưa? Cơ mà phải biết rau gì với cá gì thì mới nuôi trồng được nha. Nếu không biết thì để chị Kính giải mã qua video ngày hôm nay nhé. Let's go. Câu 1, đố bạn đây là rau gì? Một loại rau ăn sống cực kỳ phổ biến cho team mê các món cuốn, gỏi. Rau này dễ trồng, dễ ăn và cũng cực kỳ dễ tìm mua. Đến rồi kìa. Cái gì đến? Câu 2, đây là cá gì? Một chiếc tên cực kỳ đáng yêu, cá heo hồng. Chúng có màu hồng hồng xinh xinh và đây cũng là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng đấy. Câu 3, đâu là rau cải chip? Chưa chắc đã chọn được đúng đâu mà. Ha, là hình 1 nha. Lấy giấy bút ghi lại để còn đi chợ nha anh em. Câu 4, hình nào là lá lốt? Đấy, cứ đòi về quê trồng rau nuôi cá, đến hình 2 là lốt còn chẳng nhận ra nữa là. Sau video, đảm bảo bạn sẽ thành nữ công gia chánh luôn. Câu 5, đây là cá gì? Chờ, chờ ê chế, là cá nhưng lại không có vây với vẩy, trơn tuần tuột luôn á. Câu 6, bạn biết rau này không? Đúng luôn, cải song. Chắc ít bạn biết tên nhưng đã ăn qua rồi. Chà chà, nơi lẩu mà có mớ cải song thì cứ phải gọi là tuyệt cả là vời luôn. Các bác có công nhận là cải song mà xào tỏ, nấu canh hay là ăn lẩu đều ngon không? Ô thôi nhưng mà sao lại gọi là cải song hả mọi người? Ăn 30 năm nay mà tôi vẫn chưa lý giải nổi. Câu 7, đâu là hình con cá chép? Chọn hình 2 đó, đúng nha bạn ơi. Chắc cũng định về quê nuôi cá trồng rau rồi. Mà trả lời nhanh vậy chứ. Cũng là lẩu cá chép. Nhưng mà Mỹ thấy mình sắp xếp và trình bày theo cái cách này thì tạo ra được một cái món lẩu vừa ngon lại đẹp mắt nữa nè. Mà cá chép thì cũng có nhiều loại chứ không phải một loại đâu. Còn cá này thì ở chỗ Mỹ kêu là con cá chép giòn nha. Câu 8, rau gì đây anh em? Dễ thế này mà không biết thì đội quần lên đầu đi là vừa. Xoài xoài, lớn bằng này mà không biết rau muống thì phải phạt thôi. Anh em thích ăn các món nào từ rau muống? Comment xuống dưới nhé! Tìm hình rau mùng tơi trong các hình sau đây.
Nào nào, không những tinh mắt, bạn phải nhanh tay nữa cơ. Tèn tèn, ở đây nè, có ai tìm ra chưa mà chị thấy ít comment quá trời. Mồng tơi là loại rau phổ biến trong các bữa ăn gia đình bởi nó dễ chế biến và giá thành rẻ hơn nữa lại nhiều giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, các bà nội trợ hãy lưu ý những đại kỵ sau khi sử dụng rau mồng tơi làm thực phẩm cho gia đình nếu không muốn mang hiểm họa cho người thân. Cô Mười, đây là cá gì? Nhưng lại tên là chim. Cá chim chẳng giống chim gì mà lại tên là cá chim nhỉ? Anh em có thấy nó giống loài chim nào không ta? Đun thêm khoảng 3 phút cho cá ngấm gia vị rồi vợ cho ra đĩa tách thành lá nên là ok nhé. Xong rồi vợ ơi. Câu 11, các món cá thì được nấu với rau gì? Điểm không có nhưng, chưa đến 10 giây mà anh em đã comment ầm ầm là rau thì là rồi. Nấu cá mà không có thì là thì có lỗi với nền ẩm thực quá. Mùi canh cá của em Thu đã rất là thơm rồi. Rồi bây giờ em sẽ bỏ lá thì là và một ít hành lá vào nè. Trời ơi, nấu canh cá mà mình bỏ lá thì là vào nó ngon lắm mọi người ơi. Em nói thật với mọi người là cái mùi vị ra nó cực kỳ là thơm luôn. Với những ngày mà đi làm bận rộn 8 tiếng về nhà không có biết nấu món gì thì chắc chắn là triển khai ngay một cái nồi canh chua cá như thế này. Cá vớt ra. Câu 12, đây là rau cải cúc hay rau ngày cứu? Comment là cải cúc, bạn thì bảo là ngải cứu. Xin là xin chúc mừng team ngải cứu nhé. Xứng đáng được nấu 10 bữa cơm. Mình đã phải bổ sung ngay món trứng gà ngải cứu vào thực đơn như món ăn sáng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt khi biết được công dụng của nó đối với phụ nữ, nhất là khi mà mình đang trong quá trình tìm kiếm con yêu. Câu 13, đây là cá gì? Mấy bạn ở thành phố chưa chắc đã biết đâu nè. Nhớ những buổi trưa hè lôi nhau ra ruộng câu cá rô đồng, xong cùng nhau mang về nướng. Ui, tuổi thơ ơi là tuổi thơ. Tuy nhiên thường thì để chiên cá rô được ngon hơn, thì người ta hay để vẩy. Cho ít muối vào chảo, bật bếp tới nóng chảo, xong đó đổ phần muối ra để cho dầu ăn vào. Làm như vậy sẽ giúp cho chảo có độ trứng dính tốt hơn. Ban đầu có thể để lửa lớn một chút để bay hơi nước, giúp cá định hình không bị vỡ. Câu 14, rau gì hay được nấu cùng với rau mùng tơi? Tơi thêm xíu cả muối nữa là tuyệt phẩm mùa hè rồi, đảm bảo chén hết cả nồi cơm luôn ý. Tim mê rau như chị Kính thì không thể bỏ qua món này. Câu 15, cá ba sa sống ở nước ngọt hay nước mặn? Thì giống cá nước mặn, cơ mà hệ điều hành thì lại chạy ở nước ngọt thôi nha. Loại cá xuất khẩu của Việt Nam làm nên tiếng tăm luôn đó. Câu 16, bạn có biết rau gì đây không? Luôn chế ơi, rau ngót, một loại rau cắm xuống đất là sống. Rau ngót còn được gọi là loại rau quốc dân vì quá phổ biến rồi. Câu 17, bạn thích ăn rau gì với cá gì nhất? Comment xuống dưới nhé. Có dịp thì chị Kính sẽ gửi tí rau tí cá cho. Sau video ngày hôm nay, bạn đã tự tin xách giỏ đi chợ nấu một bữa cơm ngon mất lưỡi chưa? Hãy like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ cực phẩm nào của chị Kính nha. Bye bye!